Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Ngay sau đây sẽ là những tin tức không thể bỏ qua. Người phát cháo từ thiện tố cáo bệnh viện ca, sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng. Chị T khẳng định không bịa đặt việc bệnh nhân ung thư phải đút lót 200.000 đồng mỗi lần đi xạ trị ở bệnh viện ca cơ sở 2, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội. Người phụ nữ này sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng. Trao đổi với báo Việt Nam Net, chị DTT, tạm trú Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội cho biết chị sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về video chia sẻ thông tin bệnh nhân đưa 200.000 đồng để được xạ trị sớm ở bệnh viện ca. Người phụ nữ này khẳng định đến nay chưa nhận được thông tin từ cơ quan chức năng cũng như bệnh viện ca mời tới làm việc về vấn đề trên. Ngày 20 tháng 8, qua báo chí, chị T mới biết lãnh đạo bệnh viện ca khẳng định những thông tin chị chia sẻ trên mạng là vu khống, bịa đặt. Người phụ nữ này cho hay, chỉ cần lãnh đạo ngành sâu sát, đi thực tế sẽ rõ mọi việc. Nếu cần bằng chứng, tôi có clip ghi lại phản ánh của bệnh nhân. Theo chị T, đến nay, clip của chị có hơn 50.000 lượt bình luận. Trong đó, nhiều bình luận chia sẻ từng phải lót tay bác sĩ bệnh viện ca. Tôi lên tiếng, mong muốn bệnh viện lắng nghe. Tôi không kinh doanh về y tế, sức khỏe để cạnh tranh, hạ uy tín bệnh viện. Tôi chỉ muốn hướng tới điều tốt đẹp. Có bệnh nhân ung thư từ quê lên. Họ xếp hàng 1 đến 2 giờ chờ đợi xin từng suất ăn từ thiện. Có người 2 đến 3 ngày trước còn nhận suất ăn nhưng hôm nay họ đã không còn. Người phụ nữ này chia sẻ. Chị T tiếp tục khẳng định bản thân sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng. Hiện tại, người phụ nữ này bị gãy chân và nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì, Hà Nội. Công an huyện Thanh Trì cho hay đã nhận được đơn của chị DTT tố cáo bảo vệ của Bệnh viện ca cơ sở 2, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội hành hung khiến chị gãy xương mác chân trái. Công an đang vào cuộc điều tra, xác minh nội dung đơn. Sáng 20 tháng 8, đại diện công an huyện đã lên lấy lời khai của chị liên quan tới vụ việc này. Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện video với nội dung người bệnh phải đưa 200.000 đồng cho bác sĩ bệnh viện ca để được xạ trị sớm, không phải chờ đợi thời gian dài. Ngày 20 tháng 8, bệnh viện đã có thông tin phản hồi, khẳng định nội dung nêu trong video là bịa đặt, vu khống, mang tính bôi nhọ, cố tình xúc phạm hình ảnh, uy tín của đơn vị. Trao đổi với Vietnamnet, lãnh đạo Bệnh viện ca Hà Nội cho biết, quan điểm của đơn vị là không bao che tiêu cực. Tuy nhiên, người chia sẻ vụ việc là chị DTT không đưa rõ bằng chứng, chỉ nghe người bệnh kể lại. Chúng tôi rất đau đầu vì bệnh viện mang tiếng nên muốn giải quyết ngay. Hiện tại không có bằng chứng nên không xử lý được. Nếu thông tin chính xác, cụ thể, bệnh viện sẽ làm nghiêm theo quy định, vị lãnh đạo khẳng định. Ngoài ra, tiến sĩ Phùng Thị Huyền, phụ trách phòng quản lý chất lượng của Bệnh viện ca cho biết, hàng năm, đơn vị đều có kế hoạch kiểm tra chất lượng để phục vụ người bệnh tốt hơn. Từ tháng 4, bệnh viện có 2 đoàn kiểm tra cơ sở Tam Hiệp và Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, lấy ý kiến người bệnh về thái độ phục vụ của nhân viên y tế, bao gồm cả những vấn đề nhũng nhiễu, vòi vĩnh. Tổng kết sơ bộ, phòng quản lý chất lượng không ghi nhận phản ánh nào về việc phải kẹp tiền vào sổ y bạ hay phong bì lót tay bác sĩ. Trao đổi với Vietnamnet, chiều 21 tháng 8, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, đã nắm được thông tin lan truyền trên trang mạng xã hội liên quan đến bệnh viện ca trong những ngày gần đây. Vị lãnh đạo này cũng khẳng định, cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra. Chúng tôi đang chỉ đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu bệnh viện báo cáo cụ thể, làm rõ những thông tin phản ánh, nghiêm túc rà soát lại các quy trình, hành vi, thái độ của cán bộ y tế với bệnh nhân, bảo đảm đúng quy định. Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bệnh viện ca là đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế, hiện có 3 cơ sở là Quán Sứ, Tam Hiệp, Tân Triều và đang có kế hoạch xây dựng cơ sở 4 tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Mỗi năm, bệnh viện này tiếp nhận gần nửa triệu lượt bệnh nhân khám và điều trị, thực hiện hơn 30.000 cuộc phẫu thuật, hơn 35.000 lượt hóa trị và hơn 15.000 lượt xạ trị. Sau khi Vietnamnet đăng tải bài viết Bệnh viện ca phản hồi sau khi bị người phát cháo từ thiện tố cáo, trong đó có thông tin bệnh nhân đưa 200.000 đồng để được xạ trị sớm, rất nhiều bạn đọc bày tỏ cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Một độc giả để lại số điện thoại 8497153XXXX cho biết vợ anh bị ung thư gần 1 năm nay, điều trị tại Bệnh viện ca, cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội. Thực sự, cứ mỗi lần xạ trị phải kẹp 200.000 đồng vào sổ cho nhân viên xạ trị. Mỗi lần vệ sinh cá nhân lại phải kẹp 100.000 đồng cho nhân viên. Riêng bác sĩ điều trị thì bồi dưỡng không lấy, còn bảo để tiền chữa bệnh cho bệnh nhân, vị độc giả này cho biết. Bạn đọc có tên Trần Linh cho rằng, rất nhiều người phản ánh trên mạng xã hội thì bệnh viện nên xem xét nghiêm túc. Hầu hết, các bác sĩ viện ca mà tôi biết đều có chuyên môn và nhân phẩm tốt, nhưng vẫn còn vài cá nhân thì không được như vậy. Trong khi nhiều độc giả khác cho rằng, việc này rất cần cơ quan điều tra vào cuộc. Nếu có, cần chấn chỉnh xử lý để bệnh nhân ung thư với bớt gánh nặng,
vì đã vào đến đây là rất khổ rồi. Trước đó, ngày 20 tháng 8, Bệnh viện Ca đã lên tiếng chính thức về những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội gần đây. Cụ thể, thông cáo của bệnh viện nêu, trong thời gian qua, trên một số nền tảng mạng xã hội, xuất hiện nhiều video được đăng dưới tên tài khoản TikTok DTT và một số tài khoản khác với nội dung thông tin xuyên tạc, lan truyền có mục đích vu khống, bôi nhọ hình ảnh Bệnh viện Ca, uy tín cá nhân, các y bác sĩ, cán bộ y tế. Bệnh viện đã gửi đơn trình báo, tố giác hành vi vi phạm đến các cơ quan quản lý ban ngành, cơ quan chức năng trung ương và địa phương xảy ra vụ việc. Dù vụ việc đang trong quá trình xử lý theo quy trình pháp luật để nhanh chóng làm rõ và đưa ra kết luận, nhưng phía bệnh viện đã khẳng định các nội dung trong video đều là những lời bịa đặt, vu khống. Luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi có hiệu lực từ năm 2024 nêu rõ 6 nguyên tắc trong khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, phải tôn trọng, bảo vệ, đối xử bình đẳng và không kỳ thị, phân biệt đối xử với người bệnh. Và tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Cùng đó, một trong các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám chữa bệnh là nhũng nhiễu. Khái niệm nhũng nhiễu được định nghĩa tại khoản 6, điều 3, Luật phòng chống tham nhũng 2018. Đó là hành vi cửa quyền, hách dịch, đòi hỏi, gây khó khăn, phiền hà của người có chức vụ, quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Quyết định 2088/BIT/QĐ năm 1996 quy định về 12 điều thuộc tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế, nêu rõ, không được có thái độ ban ơn, lạm dụng nghề nghiệp và gây phiền hà cho người bệnh. Cùng đó, điểm B, khoản 6, điều 38, Nghị định 117/2020 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề trong thời gian từ 3 đến 6 tháng. Về phía người bệnh, luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi nêu rõ người bệnh có nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề, không được đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.